tóm tắt về trí nhớ. Trong khóa học này, chúng ta đã thảo luận về hai loại trí nhớ chính liên quan đến khả năng phân chia khái niệm của bạn. Đầu tiên là trí nhớ dài hạn, giống như một kho lưu trữ. Bạn cần luyện tập và lặp lại thường xuyên để lưu giữ thông tin trong trí nhớ dài hạn và sử dụng khi cần. Luyện tập và lặp lại tất cả trong một ngày là một ý tưởng tồi. Bạn sẽ cần kéo dài thời gian luyện tập của mình lên vài ngày. Đây là lý do tại sao việc giải quyết sự trì hoãn lại quan trọng. Thứ hai, trí nhớ ngắn hạn giống như một tấm bảng đen, chúng nhanh chóng mờ đi. Khi bạn nắm vững một kỹ thuật hoặc khái niệm, bạn sẽ phải cô đọng để chúng có thể chiếm ít không gian hơn trong trí nhớ ngắn hạn. Chúng ta có hệ thống trí nhớ hình ảnh và không gian vượt trội. Nếu bạn khai thác những hệ thống đó, nó sẽ giúp cải thiện trí nhớ của bạn. Để bắt đầu khai thác hệ thống trí nhớ hình ảnh của bạn, hãy thử tạo một hình ảnh trực quan đại diện cho một mục quan trọng mà bạn muốn ghi nhớ. Ngoài việc chỉ nhìn, hãy cố gắng cảm nhận, nghe và thậm chí ngửi thứ gì đó mà bạn đang cố nhớ. Hình ảnh càng hài hước và gợi nhiều liên tưởng thì càng tốt. Một chìa khóa khác để ghi nhớ là tạo ra các nhóm có ý nghĩa để đơn giản hóa tài liệu. Hãy thử liên kết các con số với số 5 mà bạn quen thuộc. Kỹ thuật cung điện ký ức là đặt những hình ảnh đáng nhớ vào một khung cảnh quen thuộc, cho phép bạn tận dụng sức mạnh của hệ thống trí nhớ hình ảnh. Bằng cách tạo các nhóm và từ viết tắt có ý nghĩa, bạn có thể đơn giản hóa và chia nhỏ những gì bạn đang cố gắng học để có thể dễ dàng lưu trữ nó vào bộ nhớ hơn.